Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn nhà phố rất đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế một trệt và 4 tầng lầu. Căn nhà phố tọa lạc trên trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Căn nhà phố hướng Tây Nam và tọa lạc trong một khu phố hẻm một xẹt của đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông. Hẻm này thì rất là an ninh ổn định, đường trước nhà tới 12m có vỉa hè nha quý vị. Một khu nhà phố đồng bộ an ninh, điện âm, nước âm. Và chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà này quý vị. Và chúng ta sẽ nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà phố hiện đại xây một trệt 4 lầu này nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính này. Mặt tiền được thiết kế theo mẫu hiện đại rất là đẹp, có trồng rất là nhiều cây xanh bên ngoài và ốp nhựa cũng như là có trồng cây xanh cũng như là sơn rất là đẹp và tuyệt vời. Con đường trước nhà thì chúng ta sẽ có con đường 12m có vỉa hè. Khu toàn nhà lầu và biệt thự. Khu này thì hẻm cụt một xẹt. Ngay đầu hẻm có quán cà phê kế bên bờ kênh, cực kỳ mát mẻ nha quý vị. Căn nhà phố đang tọa lạc trên trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thì ngay đầu hẻm có quán cà phê sân vườn này quý vị. Khu này thì ở phải nói là quá sướng luôn nha. Một khu nhà lầu đồng bộ an ninh, một khu nhà phố cực kỳ VIP trên địa bàn phường An Phú Đông, ngay trục đường Vườn Lài sát với trục đường Nguyễn Thái Sơn. Vị trí này thì quý vị di chuyển qua sân bay khoảng tầm 15 phút thôi nha mọi người. Và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 đến 40 phút đi xe máy. Một căn nhà phố nằm trong khu dân cư cực kỳ mát mẻ sang trọng. Và khu này thì ở phải nói là hết nước chấm luôn nha mọi người. Ngay trước nhà mình có bờ kênh, cây xanh và con đường Vườn Lài thì rất là đông đúc và nhộn nhịp. Sát bên chung cư An Phú Đông. Ở đây thì quý vị thấy này, con đường Vườn Lài này thì rất là mát và nhiều cây xanh nhá. Căn nhà phố với tầm tài chính hơn 6 tỷ. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua thì chúng ta có thể alo trực tiếp về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sử dụng trực tiếp nhé. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong để tham quan thực tế toàn bộ kiến trúc của căn nhà phố ngang 4m2, sâu vào 17m, một trệt 4 lầu hướng Tây Nam với giá bán chỉ hơn 6 tỷ. Thiết kế một trệt và 4 lầu. Nhà thì sẽ có nhà đỗ xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Căn nhà phố rất đẹp và được tặng kèm full nội thất khi mua nha quý vị. Chúng ta sẽ vào bên trong nhé. Căn này thì chủ nhà vừa mới xây xong và sổ hồng hoàn công đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Chúng ta mua bán thì công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong tham quan thực tế toàn bộ kiến trúc của căn nhà phố hiện đại rất là đẹp này. Đây là mặt tiền nhé. Và vào bên trong căn nhà thì quý vị sẽ có vỉa hè bên ngoài 3m. Vỉa hè này đậu được xe máy, xe hơi nhé. Hai lớp cửa, một lớp cửa cún và một lớp cửa nhôm lùa. Một nhà đỗ xe hơi dài tầm 6m, quý vị đỗ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ. Khu vực này thì ốp gạch 60 và hai bên tường ốp gạch lên cao 1m2. Di chuyển vào giữa nhà thì có giếng trời rộng, chủ nhà có trồng một cây xanh, có bộ bàn ghế ngồi đây để chúng ta gửi giày dép nhé. Cầu thang thì đi từ phía ngoài lên và phía sau đây là không gian phòng khách với sofa, tủ kệ tivi và tủ kệ để đồ. Không gian phòng khách thì thông với khu vực sân sau và vệ sinh ở cuối, ngang 4m2, sâu vào là 17m hướng Tây Nam. Chủ nhà đang rao bán cho căn này là 6 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng tối đa. Quý anh chị cô bác cô chú quan tâm đến căn nhà nằm trên trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh này, hãy alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178 647. Một căn nhà xanh, một căn nhà chill và nội thất bên trong thì rất là đẹp. Và theo cầu thang đi lên, chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với không gian phòng bếp nhé. Cầu thang thì làm cực kỳ đẹp, được ốp đá hoa cương màu trắng đen kết hợp với tay vịn gỗ và lan can sắt. Lên tầng lửng này, lầu 1 này, quý vị sẽ có không gian phòng khách số 2, phòng bếp, phòng ăn và phòng vệ sinh. Ở đây thì quý vị sẽ có vệ sinh ở cuối này. Thông với hành lang cầu thang này là cửa sổ ra khu vực sân sau. Một bộ sofa cho không gian phòng khách trên lầu 1. Chúng ta có một bộ sofa đẹp tường sơn màu nâu kết hợp với tủ kệ để đồ ngay dưới cầu thang. Ô chính trời rộng ở giữa nhà thì tạo không gian thoáng mát cho căn phòng khách và phòng bếp trên lầu 1 nhé. Ngay đây thì quý vị sẽ không gian bếp với bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới đóng phun trần, có khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, khu vực để tủ lạnh hai cửa, khu vực để máy hút mùi. Và đặc biệt không gian bếp này, chúng ta sẽ có ban công bên ngoài rộng 1m2,
có trồng cây xanh và lan can cao bên ngoài cũng như là cửa nhôm bốn cánh đi ra. Đây chúng ta có vòi tưới cây tự động luôn nha quý vị. Đây là tầng 1, không gian căn bếp và không gian phòng khách trên tầng 1 của căn nhà. Thông thoáng với giếng trời, có cây xanh leo lên bên trong căn nhà. Một căn nhà phố thiết kế với lối kiến trúc cực kỳ là chill luôn nha quý vị. Giá bán đang chào ra là 6 tỷ 750 triệu đồng, còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà trên khu vực phường An Phú Đông thuộc đường Vườn Lai, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đến tham quan căn nhà này. Phòng ngủ thì sẽ có 4 phòng và chủ nhà tặng kèm cho mình nội thất 2 phòng với hệ thống giường ngủ, tủ áo rộng đóng phun trần kết hợp với bàn làm việc. Giường ngủ thì chúng ta sẽ có giường ngủ 2m, cửa sổ ra phía sau, chưa có chăn ga gối nệm và máy lạnh nhé. Rất là nhiều tủ áo nha quý vị. Và vệ sinh bên trong, phòng vệ sinh thì với là bô rửa mặt bồn cầu nguyên khối đặt bên ngoài. Bên trong là vòi tắm hoa sen và gương soi. Căn phòng ngủ số 1 thì được ốp gạch với màu tông xám tối, nhìn rất là sang. Và giếng trời ở dưới nhà thì rộng rãi này. Và qua bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của căn nhà thì chúng ta cũng có giường ngủ 2m, tủ áo, tủ kệ để đồ, bàn làm việc, bàn trang điểm, cửa sổ ra ban công mặt tiền chính kết hợp với vệ sinh. Ngoài ban công thì trồng rất là nhiều cây xanh nhé. Có vòi tưới cây tự động và có vòi nước. Vệ sinh thì với lavabo rửa mặt bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi. Căn nhà này đang có giá bán là 6 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng có hỗ trợ vay ngân hàng khi mua. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, ban công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Không gian phòng số 3 và số 4 thì chủ nhà đang để trống nha quý vị. Em Hùng chỉ quay sơ qua thôi. Chúng ta đang đến với không gian phòng số 3 và số 4 này. Hai phòng này thì cũng có vệ sinh trong, có cửa sổ ra khu vực phía sau, có khu vực gắn máy lạnh và chưa có nội thất. Đây là không gian phòng số 3 và số 4 của căn nhà. Và tiếp tục qua đây thì quý vị đến với không gian phòng số 4 này. Phòng số 4. Phòng này thì vệ sinh nằm bên ngoài nha quý vị. Bên ngoài có trồng rất là nhiều cây xanh. Và vệ sinh bên ngoài. Ta vừa tham quan xong không gian phòng số 4 và lên trên sẽ là không gian của sân thượng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ngang 4m2, sâu vào 17m, hướng chính tây nam. Giá bán đang rao ra là 6 tỷ 750 triệu đồng. Còn thương lượng, quý anh chị có bác cô chú quan tâm đến căn nhà nằm trên trục đường An Phú Đông, phường trục đường Vườn Lai thuộc phường An Phú Đông, sát bên chung cư An Phú Đông thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm cách cầu vượt cầu sắt Nguyễn Thái Sơn khoảng tầm 200m và di chuyển về Nguyễn Thái Sơn thì rất là gần nha quý vị. Đây là không gian phòng giặt đồ và sân phơi phía sau. Và ngoài đây chúng ta sẽ có không gian phòng thờ này. Đây là không gian của phòng thờ nhé. Và cuối cùng là không gian của sân thượng trước. Quý anh chị, cô bác, cô chú quan tâm đến căn nhà đẹp, thiết kế khác lạ, hiện đại, sang trọng, đẳng cấp, hãy gọi về cho Hùng theo số hotline 0918 178 647 để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý vị ở những video lần sau.